khi mà tôi vẽ tranh này thì tôi cảm thấy nó rất là hạnh phúc, và tôi coi như là cuộc sống thì phải ăn, bởi vì người ta nói ăn để mà sống, thì tôi cũng thế, vẽ tranh cũng như thể là khi mà tôi được ăn. Tôi vẽ những các cái mà rất là trong cuộc sống rất là đơn giản, nó rất là bình thường thôi, nhưng mà cái cảm xúc của mình đặt vào một cách hết sức là chân thật và yêu mến nó thực, thì bất kỳ một cái gì tôi nghĩ nó cũng thành tranh. Tôi xin dừng lời tại đây và nhận lời cho những người có thể nói.